攬到斧頭嗰度，一兩秒到，兩低咧。các loại đồ này, đó, các loại phụ tùng và kim và ốc của cái này như cái đo nhiệt độ này, đo mà đo cái khoảng cách nhiệt độ và cái này cái đo à, cái này phun sơn, phun sơn cái này phun sơn các loại phun sơn các loại phun xe này các loại máy này máy trà này đó, máy phun sơn này đó, cái van bơm này bơm xe bị bơm và cái này là cái bộ phụ tùng để nâng xe này rất là bự đó, phụ tùng để đựng rất là to à, dầu nhớt này các loại dầu nhớt các loại đó mấy cái đó là mấy cái để ở trong cái cho cái vào cái nước windshield này là cái ghế này ghế, hoặc là cái để di chuyển đồ đó cũng có mấy cửa hàng này rất là tiện các loại phụ tùng xe ô tô phụ tùng gì cũng có à, bên này là cái gì đây à, mùi thơm các bác ạ 5.49 mùi thơm trong ô tô nha này là cái gì này? Này là những cái dầu nhớt để tăng tuổi thọ cho máy này. Đó. Đây mình vào cửa hàng mình coi thôi. Chứ mình không có chuyên về ô tô. Cho các bác xem mấy cái đồ Mỹ nó như nào. Đó. Đây, cái đèn này để phát quang. Này là mấy cái này là cái connector để cái khóa này. mấy cái ốc mấy cái là phanh mình cũng không dành lắm nên là cũng không biết được à, mấy cái này để kéo xe này đó, lắp vào xe để kéo tàu gọi là tàu win đèn đó chắc là đèn để nó nhấp nháy để khi mình kéo xe sáng tàu bên này là mấy cái ắc quy vào 2 năm 99 đô battery ắc quy mấy cái gương gương này mình cũng rất là cần mấy cái gương để chiếu hậu đó. Cái gương chiếu hậu mình rất là cần nha và mấy cái này đây là mấy cái cái này mình đổ nhớt đó mấy cái đó mấy cái gương đổ nhớt này mấy cái khóa này khóa để tàu xe này đó, maximum rất là nhiều đồ cho chỉ chuyên phụ tùng ô tô thôi xong bên này nó có cái gì này? bên này có mấy cái đó mấy cái này để mài nhám xe đó mài nhám chắc là để mài để sơn xe, tự sơn.
sơn để sửa luôn nếu mà bị tai nạn, bị cọ xước. Các loại sơn mà như đây, các loại sơn là bán các loại màu ấy, khi mà mình sơn mình vào quẹt, ví dụ một cái này để sơn cái vành đó, sơn cái vỏ này, và mấy cái loại màu sơn nó phanh. Bên kia là cái nhà kho của họ, mấy cái sơn, mấy cái này là keo. Mình cũng rất là cần cái loại keo này. Đây là cái tạp nước đó, mấy cái này. Cái này nó không phải đâu, cái này nó để là thay thế cái lít nâng mà học, mua cái này nó nâng lên đó. Và cái này là mấy cái ốc vặn, ốc vặn để ốc thay thế đó. Mấy cái này nó mấy cái ốc vặn thay thế. Vâng, đến cái khu vực này là khu vực rất là dành cho thanh niên sành điệu, thích cái gì thì mua ở đây nha. Các thanh niên sành điệu nha, ví dụ các thanh niên sành điệu thích cờ mấy, các thanh niên sành điệu thích hình đậm lâu, hoặc thanh niên sành điệu thích chó, thanh niên sành điệu thích mấy cái hình gì cũng có hết này đó, hình đậu lâu, hình chó gì, hình gì đều thích thì dán lên xe đó. Bên này là cái gì đây? Bên này là mấy cái ống này, ống phụ tùng sửa xe, mấy cái ống. Bên này là mấy cái ống thay, bên này là ống hút bụi. Đây là nhiều kế các loại đó, mấy cái ống này nó có thể nó rất là cần cho xe ô tô. Thôi, cái này là biển số này, hoặc là muốn biển số đẹp mua một cái biển số này đó. Thì thanh niên nào muốn mua ấy thì thay vào để lắp cái biển số đó. Đồ chơi cũng có hết nha, các loại đồ chơi màu mè màu sắc, chơi cho xe có hết. Đây là đến cái phần này, là phần đồ chơi mà đèn led luôn. Đó là đèn led chiếu sáng, các loại đèn led nó chiếu sáng trong xe. Đó là cái đèn cảm ứng này, cái ghế đèn led này. Đó là cái đèn led cho xe nó sáng. Sơn xe, mấy cái đèn led để dán lên để cho nó sáng xe này, cho nó xanh hiệu, xanh hiệu hàng hiệu. Rồi mấy cái này là mấy cái bảo vệ gạt nước để cho nó xanh hiệu luôn này. Mấy cái bảo vệ gạt nước rất là xanh hiệu. Bên này là mấy cái sơn mình vừa coi rồi. Rồi, mấy cái này mình lát đế. Lát đế vô lăng, các loại lát vô lăng. Vô lăng các loại vô lăng luôn cho các dân chơi. Cái này là bên này là cái gì? Đồng hồ. Nơi là kính, các loại để điện thoại, cover để che mưa che nắng này, mấy cái vành, mấy cái
phải nhìn xem đây là cái mùi thơm, quên nhưng mà cái mùi thơm này xem nó thơm, mùi thơm xem nó ngồi nó cho rất mặc xem điệu mùi thơm. Cái đồ này bác nào mua thì làm mấy cái chùi rửa xe đó, chùi rửa xe bác cũng thích rửa xe từ rửa thì mua cái đồ này để những đồ rửa xe loại thuốc rửa xe. Các loại nước rửa xe, nước xịt để nó chống đá, chống mưa, chống bụi. Thích mua ở bên này là cái mấy cái cần hạt nước, cần hạt nước, cần nước thật. Chiếc xe ấy, cái đèn gì đây, cái phụ tùng không biết luôn. Các bác nào nghiên cứu nhà đó, đổ dầu nhé. Trên là trên chu xe này. Bác nào muốn mua thì liên hệ nhé. Đó loại đổ dầu cái gì có bảo là mua mấy cái còn cái này rất là nhiều trên trời dưới đất nó để cho máy luôn, không biết là đồ gì luôn, bên tên rất là nhiều quá trời trên trời dưới đất. Một cái khu này rất là rộng là đẹp. Cái gì đây, còn cái điện tử này thôi là chịu luôn, không biết cái gì luôn. Mà nào thích biết thì mình biết rồi, mà cái kìm, các bác đó. Cái kìm, cái dây đánh không thể thiếu được, mấy cái đèn đèn cháy không có đèn thay rất là nhiều đồ hơn, mà cái phanh còn ở máy này đó, mấy cái này nó clean máy các loại luôn. Rồi, cảm ơn các bác xem nha, các bác hãy đăng ký nha, để xem thêm nha.